anh đẹp trai em nhìn mãi nhưng lòng vẫn e ngại. Anh vẫn nhớ bao nhiêu cảm xúc lần đầu hẹn hò. Em thật xinh anh lặng thinh cứ mãi ngắm nhìn. Hôm nay ơi sao thật vui. Hôm nay hai ta thành đôi. Hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. Hôm nay ơi sao thật vui. Nâng ly lên mọi người ơi. Nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. I'm gonna say I'm gonna say you gonna say you gonna say we gonna stay together. Một trai một gái hả? Dạ, một trai một
quá đẹp rồi, một trai một gái. Thì hôm nay mình cũng làm lễ xuống giá cho cháu để cháu ra mắt, nhớ tới công ơn của bà con cô bác. Dù muốn dù không thì cái khoảng thời gian tuổi thơ của cháu cũng đã sống ở đây và lớn lên ở đây, và sau đó thì mới đi du học. Do đó cái tình yêu thương của bà con cô bác cũng đã dành cho cháu rất là nhiều. Và hôm nay thì cho phép làm cái lễ này để cho cháu dâng rượu thay lời cảm ơn bà con cô bác đã đến dự cái buổi xem như hôm nay là nhóm họ, ngày mai mình đãi. Thì đầu tiên chắc cũng xin phép ông bà xui mình đứng lên làm thủ tục, mình là xá ông bà cái, xá vô trong cái bàn thờ phía trong thôi được rồi. Giờ xin phép mẹ của cô dâu mình vào trong dẫn cô dâu ra giùm. Giống ngày mai cũng sẽ làm như thế này. Cô dẫn cô dâu ra thế này. Uống rượu không say, nhưng nó say ánh mắt của em. Thơ nhẹ bay, làm người ngất nhớ em đêm này. Ước gì hơn, mong có em bên cạnh, cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau. Thì thôi cũng xin giới thiệu với ông bà cháu đã làm lễ gia tiên xong, làm lễ từ đường xong rồi. Bây giờ thì cho phép cháu dâng rượu cho họ. Thì ở đây có lớn nhất là bà. Bà con nhớ không? Còn nhớ không? Bà Chín. Bà Chín, là cái đó con nhớ không? Bà Năm. Bà Năm. Bà Út. Bà Út. Cậu. Cậu. Dưỡng. 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 Dạ. Dạ. Chú Năm. Chú. Chú. Bà Sáu. Dạ. Bà Sáu. Năm. Dạ. Dưỡng Năm. Dạ. Rồi, thì thôi con, bây giờ ở đây cũng xin báo với bà con mình, nếu ai có sẵn quà thì mình tặng, không thì thôi mình chúc mừng cho cháu, ngày mai mình tặng sau. Đó, cũng xin báo vậy. Ngày mai cũng cố gắng mình ngồi cho đủ thế này, cho đủ người, tại vì bên họ nhà trai chỉ có hai người thôi. À, mình cũng phải ngồi cho nó đầy đủ, bà con mình. Anh ơi, em là con gái của Bến Tre, có đi ngang xin anh hãy nhớ ghé. Về quê em rong dưa xanh bát ngát, con gái Bến Tre dịu dàng lại chất phát. Rồi thưa ba má mình cưới luôn, lời em nói đâu phải là nói suông. Cưới em rồi chắc chắn anh không khổ, xin cho anh một thằng cô tí đầu lòng. Anh không khổ thôi, anh đừng có nói sai dòng, chỉ cần bằng lòng mình cùng nhau tát cạn biển đông. Thương anh rồi một lòng em không đổi, nguyện bên anh son sắt không phai phôi. Chuyện tình mình như sân bãi và anh đài, hữu duyên thiên lý thôi thì hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày. Yeah. Nhà để anh lo. Chứng như sao này nó chưa đưa chết luôn à.
bên đó còn ai đó à, đứng sắp hàng thứ tự mình vô nè. Dạ, cho... cái này là ai? Dì. Dì, rồi mời dì vô. Rồi bên đây là gì? À, mở. Mở, rồi qua đi. Đứng cho nó đủ cặp luôn. Rồi cô vô phụ đứng cái bên chụp cho nó thành bốn người con. Rồi. Rồi con dân được cho dì vậy mở đi. Xin cho cháu nó xá hai xá để thay lời cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác đến đi dự cái lễ cho cháu. Cũng phải xá hai xá, dạ. Rồi con xá hai xá ngay khai con. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ con rót rượu nè. Con rót rượu đi. Rồi, thôi bây giờ chú nói với con thế này à, chắc có lẽ là trong cái quãng mà từ lúc bé à, con lớn lên trong cái gia đình này, ba mẹ đã vất vả thế nào để nuôi con và tạo dựng hạnh phúc cho con à, thậm chí cho chú nghĩ rằng là ở trong thôn quê như thế này mà lo cho con được đi du học là cả một vấn đề à, tình thương cha mẹ đã dành cho con rất là bao la. Do đó hôm nay thì con đã trưởng thành và thực sự đã có mái ấm gia đình ở bên kia. Thì thôi dù ở nơi nào, người ta nói là dù cho cách mấy đại dương, ở đâu cũng có cái quê hương trong lòng à, chính cái quê hương trong lòng đó mà hôm nay con đã trở về quê hương để tổ chức cái buổi lễ báo hỷ này à, cho tất cả bà con cô bác biết là con cũng đã có một mái ấm gia đình bên đó à, thì thôi hôm nay con mượn hai ly rượu dâng lên cho ba mẹ nha. Và cảm ơn ba mẹ đã cho con một cái tương lai sáng tươi như thế này à, rồi con dâng rượu cho mẹ cho ba. Rồi, rồi. Rồi, rồi hai ông bà cũng liên đi. Cho trà hô tay cho nó vui con. Hai ông bà hấp lâu hấp hôn lại đi. Hai bên đụng nhau mới có đứa này. Rồi bây giờ mẹ hay ba có dạy dỗ con điều gì không? Ba nó dạy đi. À, kính thưa quý bà con cô bác. À, dạ. Các bạn của tôi và bà cả của con có mặt buổi lễ hôm nay thì nói với quý cha mẹ nuôi con á thì chỉ mong lớn lên con những vợ gái chồng cho con cái mà được hạnh phúc thì cha mẹ rất vui. Thì nói với quý là hôm nay là cái ngày là làm lễ tổ chức cái ngày lễ vui như cho con tôi thì trước hết tôi cũng thay mặt cho gia đình là bà tất cả bà con nhấn chút thời gian đến dự buổi lễ hôm nay cũng không biết nói gì hơn thì cũng xin kính chúc bà con quý khách là một bữa tiệc ngon miệng và sau này thì tôi xin cũng mong hy vọng là con của tôi mới được hạnh phúc chỉ mong như vậy thôi. Rồi trong ngày phút hôm nay thì ba con đã nói rồi đó, có mấy lời nói với con rồi. Bây giờ chú muốn con có đôi lời với ba mẹ hay không? À, chú con có nghĩ thế nào mình nói thế đó, không sao cả nha. Trước tiên thì con xin gửi lời chào đến tất cả ông bà cô chú cũng như là anh chị bạn bè thì đến đây để buổi lễ chung vui cùng gia đình con. Thì trước tiên con không biết nói gì hơn thì con chỉ muốn có vài lời nói với ba mẹ là con rất cảm ơn ba mẹ đã
Chưa chút xíu à. Chú nghĩ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc là hôm nay cái lễ xuất giá như thế mới gọi là lễ xuất giá. Chứ có nhiều cô dâu ra lại xuất giá mà cứ cười hoài, tủm tỉm hoài thì nó cũng nói chung là vui đó, nhưng mà nó cũng không có cảm thấy nó ấm áp lắm. Thì phải nói là không gian hôm nay rất là ấm áp với tình yêu thương. Thì thôi cháu chắc là cũng xúc động. Đúng ra thì cháu muốn nói rất là nhiều, nhưng mà tất cả gom lại thì cháu chỉ biết là cảm ơn ba mẹ đã cho cháu cái hạnh phúc ngày hôm nay. Còn vấn đề cháu, con có chồng xa thì chú chỉ khuyên con một điều thôi. Cái gì cái, ở đây con có mấy chị em? Dạ con có bố, có bà. Bà hả? Ở đây là ai ở đây? Chỉ có anh bà thôi. Anh ba hả? Dạ. Anh ba ở nhà này, ở với ba mẹ hả? Anh ba đâu rồi hả? Anh ba ơi. Hello anh ba. Thì hôm nay ngày thành hôn của Út Dân thì Út Dân không có muốn nói gì hơn, thì không có muốn khóc á. Thì Út Dân chỉ muốn nói là anh ba ở nhà chăm sóc ba mẹ cho Út Dân. Rồi nhưng mà ngược lại Út Dân nhường lại cặp chúng của mẹ cho ba hắn. Vậy thôi chứ không có gì. Rồi vậy nha. Ba đây cũng chúc cho hai em trong năm hạnh phúc, sống lâu có nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh ba. Thôi những lời gửi gắm coi như là ở xa thì đây có anh ba lo được, con an tâm ha. Chủ yếu là con nhớ tới anh ba, lâu lâu con gửi chút đỉnh về anh ba ok rồi. Nói gì thôi có cậu trai gì vậy? Dạ. Rồi con có cậu trai gì đi. Gì ba mới nói cô vô sao khóc mà gì ba đang cũng khóc luôn kì. Thì thôi hôm nay phải nói là buổi lễ rất là ấm cúng. Xin cảm ơn tình cảm của các chú bác ông bà đã đến đi chúc phúc cho cháu trong ngày vui hôm nay. Thì sẵn đây cũng xin mời tất cả quý ông bà cô bác nán lại dự với gia đình bữa tiệc nhẹ trong buổi tối hôm nay. Và ngày mai thì cũng xin thông báo cho dòng họ mình là 8 giờ. Xem như 8 giờ họ nhà trai mình tân lễ để làm lễ. Do đó chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý ông, quý bà, cô bác trong dòng họ có trách nhiệm mình đến để cùng tham dự cho buổi lễ thêm phần long trọng hơn. Bây giờ thì nãy con sáng hay sáng ba mẹ chưa có không? Dạ chưa. Thì thôi bây giờ ba mẹ cái lễ này rút ra cháu phải lại. Bây giờ thôi cho cháu sáng ha. Rồi con sáng hay sáng cảm ơn ba mẹ được không? Rồi thì thôi cái gì cái hai con ở bên đó cố gắng làm sao kiếm tiền nhanh hơn tuổi già của ba mẹ ha, để mà có dịp phúc đáp một phần nào cho ba mẹ cảm thấy an tâm. Chứ ba mẹ giờ cũng không cần gì hết, đủ hết rồi đúng không? Ba mẹ chỉ cần cái nhìn con hạnh phúc là ba mẹ hạnh phúc. Thì thôi buổi lễ đến đây cũng xin được kết thúc. Một lần nữa xin thay mặt cho gia đình anh ba xin được chân thành cảm ơn ông bà cô bác đã nhích chút thời giờ quý báu của mình để đến dự buổi lễ hôm nay. Và nhân dịp này cũng xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe của gia đình chúng tôi và lời chào thân ái nhất. Rồi, rồi vậy là mời 8 giờ mình có mặt ha. Rồi giờ mình mời bà con. Muốn em là má, cũng có anh là sau này. Muốn em là con, một tiếng má anh lòng dài. Nhất bái thư tiền, nhị bái cao đường. Đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Không còn em
anh phải cố gắng. Bôn ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống Ba La, ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cũng ra. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất mái thiên đẹp nhì mái cao đường, cụ thể giao mái đêm nay ta sai ta mãi. Mình chân chất đường nhà anh cứ đi bằng chân đất không sao. Trưởng là anh thân nhất lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất lâm vô miền Tây không có như còn phải dễ. Chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ ba con lối sớm hộp bao em tai ghế một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy vậy đi vậy đi nè vậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lấn xe qua tới thưa mẹ cha một bài ca hay bên nhà cất tham gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống Ba La, ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cũng ra. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên đình nhì bãi cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi. Qua ngàn vạn năm giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên địa nhì bãi cao đường, cụ thể giao bãi đêm nay ta say ta mãi. Dẫn lối đôi ta hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Kiếp khôi cứ hết mình, chuyện kia từ 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 xa. Mẹ
cô bà chú hãy gặp mặt anh là hỏi khi nào thì mày mới rước dâu mới 30 còn tụi ăn tụi chơi mà đâu dám tính tới chuyện gia đình mà xui ghê anh là dính với em tính ra duyên của hai đứa hỏi hàng theo anh lên xe cùng nhau mình đi ra mắt với họ hàng tích tình tan không khí hôm nay rộn ràng then dắt con dâu về nên sớm trên sớm với ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao ra duyên tao mang theo trầu cao rước con dâu ngoan về nhà thiệp mời đã xong quyết định làm đám cưới thôi họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn lòng thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu không vì một mai chúng mình sẽ là của nhau một hai ba đến tương lai hết ngày hôm nay con xin khép lại một hai ba vô vui bia đi bạn ơi lớn bia đi bạn ơi cười nhấp môi lại ngồi ở đây cho tao nhìn thấy tao lo cho tụi bay trời hết đêm nay rồi về tích tích tình tan không khí hôm nay rộn ràng thêm dắt con dâu về nơi sớm chân sớm với ai nấy cũng vui mừng còn cha anh cũng đã nói với anh tụi mày cưới nhau đi tái tê đã có ai đi lân quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em nhà anh thì là nhà thuê giờ tìm em ở luôn không vấn đề anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi anh theo em về nhà gặp mặt hai bát ok và nếu chẳng ai hiểu nhau hơn hai ta nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu anh nghĩ anh có em rồi cơ mà em thích anh hôn em cứ nhân lời lạnh dắt em về làm dâu của má anh liền mình cưới nhau luôn mà anh cưới em liền một lần nữa xin được trân trọng kính mời các cô các chú các cậu chúng ta vào trong cái bàn lễ để chuẩn bị tiến hành cái lễ hôn nhà trai chúng tôi vô đi trình lễ. Ông Chính ơi, dạ. Ông nhóm cho con miếng rượu để cho họ nhà trai mình làm cái lễ nhập gia. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi ông Su Bì, ông đi đâu ấy mời vô. Chiếc gai trên cánh hồng nhọn, anh cũng là con ông hám mật đây coi như tụi mình có duyên làm đồng bọn. Em gật đầu ừ là anh đưa anh gặp số gạo. Cuối tháng em xòe tay là lương anh bỏ vào hơn 20 xương xanh. Anh cũng đi tìm miết nhưng mà ngoài em ra thì đâu còn nhỏ nào. Em khiến anh chết mê, yeah. Trông cứ như búp bê nào. Tự nhiên lại đến đứng kế, chạm vào tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi lăn quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, giờ tìm em ở luôn không vấn đề anh thề. Yêu thì ta cứ nói ra là yêu thì ta cứ nói ra là thật lòng mình là được mà yêu. Yêu thì cứ nói ra là anh có em rồi. Cơ mà em thích anh hôn, em cứ nhận lời, làm dắt em về làm dâu của má anh liền. Mình cưới nhau luôn, mà anh cưới em liền. Hay là anh thích bây giờ? Thank you.
phút giây mong chờ ngày hôm nay đến. Cô chào nè, hai ba cuối nè, hai ba rồi, xin cho tràng pháo tay luôn ạ. Thôi mấy đứa xây vô để xuống con. Thì qua cái duyên nợ của hai cháu hôm nay thì họ nhà trai chúng tôi cũng như thống nhất cùng với họ nhà gái để chọn ngày là tháng tốt để họ nhà trai chúng tôi đến làm cái tiến hành cái lễ xem như là ngày cưới của hai cháu. Thì trong nghi lễ đầu tiên cũng xin phép được kính trình với quý tộc hai họ, chúng tôi xin phép được trình qua về phần lễ vật. Thì phần lễ vật của họ nhà trai chúng tôi đến trong cái buổi lễ hôm nay thì gồm có là 6 mâm. Trong đó thì xem như trà rượu là không thể thiếu để dâng lên cúng ông bà tổ tiên. Bên cạnh đó là mâm trầu cao thì thể hiện cái sự gắn kết, cái hạnh phúc của hai cháu gắn với nhau như cao với trầu. Và bên cạnh đó là bánh ngọt cũng như thể hiện cho cái sự ngọt ngào trong tình yêu của hai cháu. Và trái cây thì cũng thể hiện sự xanh tươi tươi tốt trong cuộc sống của hai cháu sau này. Thì cũng xin kính trình tất cả quý tộc như thế. Xin mời đại diện họ nhà gái có thể nhận dùng sáng cây mâm quả. Và kính thưa quý ông bà, thì hai cháu cũng có thể nói là hai cháu cũng đã có làm nghi lễ ở bên Úc rồi. Hai cháu gặp nhau ở bên Úc và hai cháu đã sống với nhau một thời gian. Thì hôm nay đúng ra thì tôi sẽ trình qua về phần tiền đồng và số nữ trang. Nhưng mà cái vấn đề đó thì hai cháu đã thực hiện ở bên kia rồi. Ở đây thì cũng xin phép họ nhà gái, nhà trai trao cho họ nhà gái chỉ có một bộ là gọi là dạ trắng. Trong đó là dạ trắng hồng xoàn của xin mời mẹ của chú rể. Khẽ rơi niềm hạnh phúc qua theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Rồi, trời ơi, ngày vui nhất đời em trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất và hôm nay bầu trời trong xanh thật nhiều ánh mắt chứng giám ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Mắt ai nở
nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người chở che cho em bình yên, một người ấm áp sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Thôi bây giờ thì hai cháu ra trao biết trang nhau xong rồi, bây giờ xin phép cho cháu ra mắt họ. Chưa đừng có đớp nha. Bây giờ thì xin mời chú rể tượng trưng thôi. Con hồng này hôm tối con đã làm cái lễ xuất giá rồi thì bây giờ con tượng trưng thôi. Bên bà và bên ông hai ly được rồi. Còn ông bà nào mà tối chưa có tặng quà thì có thể tặng bây giờ, không thì mình bỏ con tên vào thùng cũng được. Rồi con người đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông xa. Theo ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Tôi đến đây để thay mặt bà nội của cô dâu, tôi là chú của cô dâu, thay mặt bà nội tặng cho cô dâu một số tiền để mà về cha ăn trải sau này. Rồi. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây một vui sắc chia, hãy vững tin bờ vai anh. Thôi cũng xin phép cho hai cháu hai xá để thay lời cảm ơn tất cả quý ông bà cô bác. Rồi hai con xá. Rồi, cú xuống. Kéo vô. Ngày nắng vàng sớt hồn nhiên, có bóng em bên anh thật hiền. Một ngày thì thôi giờ cuối cùng là cho hai cháu là khoan để đó đi, hai cháu sẽ làm lễ quan trọng.
nhất đó là dâng gửi cho ba mẹ con rất ruột. Cha mẹ vẫn là quý nhất trên đời này. Người ta từng nói là bên ướt thì mẹ nằm, bên ráo thì con lăn. Có nghĩa là cha mẹ là những người luôn nhận những vất vả khó khăn nhất, chỉ mong sao hai con hạnh phúc mà thôi. Okay. Con có thể nói là với ba mẹ là I would like to say that you both very hard working for look after Sebastian and loving him and caring and everything, help him whenever he wants. So we would like to say big thank you to both of you and spend time with us here today. That's all we can say. A big thank you to you both. Yeah. Thì vì thế thì hôm nay hai con mượn hai ly rượu và dâng lên cho ba mẹ. Là cái gì cái cũng hứa với ba mẹ hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc. Vì chính hạnh phúc của hai con cũng là niềm vui và hạnh phúc của ba mẹ. Okay. So today I would like to cheers with you guys a glass of wine and to show our appreciation and we promise we live happily together and forever. Yeah. Rồi, chưa con. Rồi con sáng nay con cảm ơn ba mẹ đã cho con một người chồng tốt. Rồi cũng như là chú vậy. Con nói trước. Besides that, I would like to say that I'm very thankful for give Spartan to me. So that the best thing that you could give it to me. Yeah, that's a big gift. So very thankful for that. Yeah. Cảm ơn ba anh ba for giving me this dip girl here. Thank you very much. It's, I will look after her and treasure her just like you have and forever. Thank you. Cảm ơn ba anh ba. Cảm ơn ba. Cho con cho chú rể nói là cảm ơn ba đã cho cô dâu đẹp này cho nó sẽ hứa sẽ lúc chăm sóc con đến suốt cuộc đời. Cảm ơn con. Rồi hai cháu đã có đôi lời cùng với ba mẹ. Bây giờ thì hai con mượn hai ly rượu dâng cho ba mẹ. Con qua đây con. Cho mẹ. Rồi cô dâu dâng rượu cho mẹ chồng. Hai bà cùng ly, hai bà cùng ly. Hai bà cùng ly. Bây giờ thì xin phép hỏi là ba mẹ của chú rể có ý kiến có đôi lời gì không? Xin mời. Would like to ask you both, would like to say anything today or yeah.
on my behalf and my wife's behalf, it's quite an extraordinary privilege to be here. We've come a long way, but it was certainly worth it. I'm very proud of my son. He was my number one. And, ba của chú rể muốn nói rằng là từ rất là vất vả đi từ đường xa tới đây, thì tại vì ba rất là thương con trai, đây là con trai đầu tiên và ba rất là tự hào về con trai của mình, nên ba lặn lội đường xa tới đây để dự đám cưới của con mình. And I know all of you people are losing then because she's going to be in my country, but we're very lucky to have her there, and I look forward to a continuing relationship. Ba của chú rể nói là cô dâu đã đi đến nước Úc và đã rất là đi nước Úc, thì do chú rể gặp cô dâu đó là một sự may mắn đối với gia đình của chú rể. Thì ba cô dâu hy vọng là cô dâu và chú rể sẽ hạnh phúc bên nhau. Dạ, kính thưa quý quan khách có mặt trong buổi lễ hôm nay, thì hôm nay tôi rất vui mừng khi tôi đã làm cái lễ du quy cho con gái tôi. Là hôm nay là rất vui khi được anh chị xui từ ở phương xa lặn lội tới đây để tham dự buổi lễ. Rất mừng, rất vinh hạnh. Yeah, my dad would like to say a big thank you to both of you that spend your time to come here and join our daughter wedding. So he really big thankful to you guys. So yeah, just thank you and glad you guys be here with us. Yeah, bless you. Yeah. Ba mẹ nói là đó là rất vui, ba mẹ cũng rất vui để đến đây được á. Dạ rồi. Thôi bây giờ thì đó mẹ có ý kiến gì? Hôm nay là ngày vui của con, mẹ không có gì thôi, tặng cho con món quà. Làm kỷ niệm chúc cho con trăm năm hạnh phúc. Ngay giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em nhiều. We would like to send to bow to two of you, so to show our appreciation, and then after that we can finish the ceremony. Yeah. Thì buổi lễ đến đây chắc cũng đã trọn kết thúc là tốt đẹp ạ. À. Bây giờ thì chỉ còn một cái việc cuối cùng, đó là cho hai cháu nó giẫm mâm trầu. Dạ. Chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi, mình sánh đôi, đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời.
ngay giây phút đầu là tìm anh yêu em. Khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em yêu thật chân. Yeah, this one the meaning of for the really really long time ago, the leaf here and this food here very special. They have to come together and usually the old people they eat with that all together, and this means they me and him gonna be connect together forever. So the meaning of that, so because this one very like very long time ago though. Nữa. Thôi giờ cũng một lần nữa xin được cảm ơn thay mặt gia đình, xin cảm ơn tất cả quý ông, quý bà, cô bác, dì dưỡng, chú đã dành thời gian đến để dự cái ngày hạnh phúc của hai cháu hôm nay. Chính sự hiện diện của tất cả quý vị cũng là niềm vinh hạnh và sự long trọng cho buổi tiệc hơn. Một lần nữa xin được gửi đến tất cả quý vị cùng toàn thể gia quyến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt. Và cũng cũng xin gửi đến gia đình bà, ông bà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có cuộc sống thật an bình. Và khi ra về thì thường lộ bình an. In the meantime, he would like to say thank you to you for coming here today. And hopefully you enjoy your time here, and after that go home in a safe flight. And then at the end, we finish our ceremony here. So we move to there and we cut the cake. Yeah. Right. Thank you. Thôi giờ thì thực sự kính thỉnh tất cả quý tộc mình ra mình dự tiệc á. Rồi cháu hai con có chuẩn bị thay đồ không? Thay đồ để ra mình rất là thay đồ. Thưa tất cả vị khách quý thân mến, hôn nhân là một nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Mến nhau vì tấm chân tình, yêu nhau vì nghĩa duyên trời định phân. Và để sơ kết cho mối lương duyên tươi đẹp đó, ngày hôm nay được sự thống nhất của hai bên gia đình đã chọn làm ngày lành tháng tốt tổ chức ngày lễ vô quy dành cho cô dâu Thùy Vân sẵn duyên cùng chú rể Silver Trần Fallon. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, bậc làm cha mẹ không những có trách nhiệm nuôi dạy con mình từ tấm bé đến lúc trưởng thành, mà ngày hôm nay đây họ còn cảm thấy tự hào và hạnh phúc hơn khi nhìn thấy con mình trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng cho yên bề gia thất. Ngay bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị đại diện chủ hôn họ nhà gái, ông Trần Văn Kỳ và bà Lê Thị Ánh Xuân. Trân trọng kính mời quý bà tới về bầu vinh dự. Xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón đại diện. Thưa quý tất cả vị thân mến, về phía đại diện chủ hôn họ nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị Mr. Bradley Fallon and Anna. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón đại diện chủ hôn họ nhà trai đến từ Australia. Với kính thưa tất cả quý vị thân mến, ngay giây phút trang trọng này đây, không để tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị hãy vui lòng hướng về sân lễ và cùng chào đón đôi huyên ương đẹp đôi nhất, hạnh phúc nhất trong ngày vui hôm nay. Chú rể Sebastian Fallon sẽ tay trong tay cùng với cô dâu Trần Thị Thùy Vân tiến lên ngôi cao hạnh phúc trong đàn vỗ tay thật to và thật dài từ phía tất cả quý vị. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt không quý vị ơi. Hiện diện trên sân lễ là đại diện chủ hôn hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể. Chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị thân mến, trước khi chính thức bước vào các nghi thức lễ trong ngày lễ quy hôm nay, ngay bây giờ xin được phép hai lời gia đình trân trọng kính mời người đại diện cho gia đình chúng ta ngày hôm nay, trân trọng kính mời MC Trung Chính vui lòng tiến về sân khấu để có đôi lời phát biểu chia sẻ cùng với tất cả vị khách quý. Trân trọng kính mời ông. Tất cả quý vị quan khách, và trước khi Trung Chính có đôi lời cùng tất cả quý vị thì xin phép đầu tiên mời ông chủ hôn sẽ có những đôi lời chân tình dành cho tất cả quý vị quan khách hôm nay.
Kính thưa quý quan khách đã tham dự buổi lễ hôm nay, lời nói đầu tiên của tôi xin kính chúc quý vị quan khách dồi dào sức khỏe trong năm và một dùng bữa tiệc ngon miệng. Và trong khi tổ chức buổi lễ, nếu có cái gì sai sót thì xin quý quan khách niệm tình bỏ qua. Chân thành cảm ơn. Tiếp lời ông chủ hôn thì cũng xin báo cáo tất cả quý vị quan khách. Thì tất cả quý vị quan khách hoặc là bà con thân thuộc thì cũng đã biết rồi ạ. Cô Du là một đứa con ngoan, từ lúc bé lớn lên được cha mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ. Và khi tới tuổi trưởng thành thì cháu cũng được may mắn là có dịp cháu đi du học ở Úc. Qua thời gian gần 10 năm bên ấy thì cũng do cái duyên nợ mà hai cháu, cô dâu và chú rể đã gặp nhau trên đất nước của Úc. Và suốt thời gian 5 năm, hai cháu đã cùng nhau sống bên nhau và cũng đã làm lễ ở bên tại Úc. Và hôm nay hai cháu trở về đây, chủ yếu là hai cháu làm cái lễ của gia đình, là cái lễ báo hỷ, có nghĩa là báo niềm vui và hạnh phúc của hai cháu. Và sau 5 năm hai cháu sống bên nhau, hai cháu đã tích góp được một số vốn, đó là hai cục vàng rất là quý. Và xin mời dẫn hai cục vàng lên đây ạ. Rồi đây là hai cục vàng của suốt 5 năm hai cháu dư lại cho ông ngoại và ông nội, bà nội đây. Và xin tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng ngày hạnh phúc đại gia đình hôm nay. Rồi, rồi cảm ơn. Con không chịu thì thôi. Mẹ ẩm đi con, mẹ ẩm. Mẹ ẩm. Ồ, giỏi quá, cảm ơn con. Rồi. Cho kẹo, cho kẹo, cho kẹo. Mua bánh cho kẹo mới chịu. Nó tiếng Việt không? Hình như là còn bà Út mua cho đồ chơi thì phải dạ. Dạ. Rồi đây đây, có thể ẩm cháu về đi. Mấy anh camera đang đợi để chụp ảnh gia đình. Có nói lời vậy thôi, xin mời MC cứ tiếp tục ạ. Vâng ạ, trên này cảm ơn những lời phát biểu chia sẻ từ phía ông đại diện chủ hôn họ nhà gái cũng như là MC Trung Chính. Một tràng vỗ tay dành cho gia đình chúng tôi được không ạ, cả nhà mình ơi. Dạ, trên này cảm ơn rất nhiều và trên này cảm ơn MC Trung Chính. Và vâng, kính thưa tất cả vị thân mến, thì cũng như tất cả vị đã biết, để có được niềm vui, niềm hạnh phúc và một ngày trọng đại như hôm nay, điều chúng ta phải kể đến đó chính là tình yêu thương, sự hy sinh che chở vô bờ bến mà cha mẹ đã dành cho ta. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời đồng lộng không phủ kín công cha. Tình cảm sớm hơn mẹ nuôi con không lớn, gánh nặng cuộc đời cha che chở đời con. Chính vì nghĩa cử cao đẹp đó mà ngày hôm nay đây, nghi thức đầu tiên trong nghi thức lễ ngày lễ phu quy đó chính là nghi thức dâng rượu hiếu lên đấng sinh thành. Cảm ơn sức khỏe của mẹ, mong cha mẹ nhận ly rượu đầy để những con lành tràn đầy quý trong gia đình. Dạ, ông bà cha mẹ nhấc môi, cô cho chú rể khoanh tay lại ạ. Rồi cầm ly giùm con xíu. Để những con lành nàng dâu thảo trong gia đình. Cô dâu ơi, cô dâu ơi. Dạ, xin mời cha mẹ nhấc môi ạ. Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả vị khách quý hãy vui lòng rót đầy ly nước ngọt và bia trên bàn của mình để cùng nâng ly chúc mừng gia đình chúng tôi ngày hôm nay có được dâu thảo rỉ hiền. Xin mời cả nhà mình cùng nâng ly. Dạ, xin được phép bắt nhịp ạ. 1, 2, 3 xin chúc mừng. Happy birthday. Đã được hoàn tất. Bây giờ các bạn cũng mời những bà tham gia hãy với lòng nắm tay nhau cùng nhau với bạn đẹp để đón tiếp tất cả vị khách quý ạ. Đây đâu ạ? Ok ok, cảm ơn. Em cười anh nói em thật ngốc nghếch, anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh.
ngôi nhà trong trái tim mẹ. Lúc giận hờn trách móc, lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen rèn một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Chuẩn bị đôi bàn tay xinh xinh của mình chưa ạ? Và hãy dành một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt để cổ vũ tinh thần cho nụ hôn kỷ niệm hạnh phúc của Đô Hiên Hương. Một, hai, ba, xin mời! Vỗ tay thật lớn nào quý vị ơi! Nồng nhiệt lắm nữa à! Trước đây cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều! Quý vị thân mến, nụ hôn hạnh phúc của Đô Hiên Hương, Huy Vân và Sebastian Polon cũng đã khép lại chương trình nghi thức lễ trong ngày lễ của mình hôm nay. Một lần nữa xin được phép các toàn thể ekip thực hiện chương trình xin mến chúc cho Đôi Biên Hương luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và tin yêu nhau đến suốt cuộc đời này. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy tôi mách ba ba mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mà đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rát xa xa thăm rụng đông rụng bao la núi thơ trên môi, hạnh phúc chỉ thế thôi.